Đúng dịp kỷ niệm 24 năm ngày đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới 4 tháng 12, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An phối hợp với công ty cổ phần đầu tư phát triển Trường Phương khai trường và đưa vào hoạt động thử nghiệm đường sách phố cổ trên đường Nguyễn Thái Học, phường Minh An. Đường sách phố cổ tại khu vực sân nhà cổ số 31 đường Nguyễn Thái Học và số 62 đường Bạch Đằng tiếp giáp với đường Hoàng Văn Thụ, gồm 3 gian trưng bày và dịch vụ cung cấp sách cho độc giả lựa chọn. Cùng với không gian cho độc giả ngồi đọc sách, thư giãn, hệ kệ sách và tủ sách di động. Nơi đây tổ chức nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc như phát hành sách, giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách, ký tặng sách, triển lãm sách theo chuyên đề, xây dựng mô hình tủ sách công cộng, tủ sách nhân loại để bạn đọc có thể tự trao đổi. Bên cạnh đó còn tổ chức các sự kiện hoạt động văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm dành cho thiếu nhi, du khách v.v. Hoạt động từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày, thời gian thử nghiệm trong một năm. Đường sách phố cổ được phủ sóng wifi kết nối internet miễn phí cho độc giả sử dụng và hỗ trợ phát hành sách điện tử